Rang phát sinh, xin chào các bạn. Sau đây là Rang phát sinh giới thiệu các bạn cần Zoolander 450 BX nhé. Các bạn cái này xoắn toàn thân. Các bạn nhìn bước xoắn, bước xoắn. Đây tem của nhà sản xuất này các bạn nhé. Shimano. Chui cần Zoolander BXT. Bàn dây Indonesia các bạn nha. Đây, các bạn nhìn bước xoắn chưa? Quay gần cho các bạn nhìn bước xoắn. Bước xoắn này, bước xoắn của cần này. Khuyên bát Fuji các bạn nhé. Bát gà máy này. Fuji. Mình còn nhìn Fuji kìa. Bát gà máy cao các bạn nhé. Tí quay tổng thể cho các bạn nhìn cả gần luôn. Khuyên Fuji. Nhìn chiếc Fuji. Lấy lên cho các bạn nhìn. Đứt ngọn này là tầm 4 ly các bạn. Đo xem. Đúng chừng vậy thì mới thích đo các bạn nhìn nhé. Bốn ly các bạn nhé, rất to, cứng. Đây, các bác bạn quật 50m thoải mái. Quay tổng thể cần cho các bạn xem. Đây, nhìn bước xoắn. Đây, bát gà máy hơi cao, mình xa bờ thì phải hạ xuống. Rất đẹp. Đốt ngọn xoắn các bạn nhé. Quên không rút đốt ngọn các bạn xem. Định vị khoen luôn. Đây định vị khoen. Rồi các bạn nhìn bước xoắn của ngọn nha. Vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần Zoolander 450 BXT do Shimano sản xuất, hàng Indo, xuất Nhật. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.